Đây các bạn thấy anh em là khán giả đang rất đông tham quan một tác phẩm mới, một cây mới ra sân chơi đang được rất nhiều anh em quan tâm. Các bạn sẽ tự cảm nhận được cái độ già của tác phẩm và cái độ biến hóa về thời gian năm tháng. Các bạn nhìn cái vị trắng, nó trắng như vôi, có thể nói là già cây quất vôi các bạn, già lắm, nó trắng. Tác phẩm này thì bây giờ mới được kê vào, do vậy là chưa biết là tác phẩm của nhà vườn nào mới mang đến. Bởi vì đây là một cái tác phẩm cũng lần đầu tiên ra sới, ra sân chơi lớn các bạn ạ. Chính vì vậy mà anh em truyền thông chúng tôi cũng chưa biết được đây là tác phẩm của ai. Chính vì vậy là một cây mới mẻ cho tất cả những anh em yêu cây trên cả nước đến để khám phá, chiêm ngưỡng. Bởi vì những tác phẩm mà đã ra sân nhiều lần rồi thì các bạn sẽ cảm thấy quen thuộc. Về tổng bóng của tác phẩm, các anh ngắm những cái tác phẩm mới mẻ như thế này thì các anh có cảm thấy có cái sự hưng phấn trong lòng không? này nói chung là không khó để mà chơi, Vâng. khó để giữ được cái nó vật vật quý. À. Khi mình ngắm nhìn những cái tác phẩm nó mới mẻ cũng có cảm thấy nhiều cái cảm xúc anh nhỉ. Cho nên một cái cuộc chơi rất là mong Cái muốn anh này em là có những cây mới đến. dùng cái này để lại chơi được là hơi khó vật thì này. Và anh có biết cái này ở nhà vườn nào anh nhỉ? Cái này không? Hải Hậu à? Tại vì hôm nay anh em ban tổ chức còn chưa có biển tên, cũng chưa biết của ai. Và đây là một cây mới. Tại nhà thằng em nó có mỗi cây này. À, thế là dưới quê, chỗ quê anh à? Không, anh đến đây anh ngắm là anh em nhiều người thích cây này. Và là một cây quý. Đúng là trong Em giữ cái lúc này là nó cứ giữ và người trong ta đã ra lưu để nó chơi. và tức là trong chân nhân gian vẫn còn rất nhiều những cái cây quý chưa xuất Dân hiện nhỉ. gian nhưng cây quý thì Và cây quý rất nhiều, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện trên các cuộc chơi lớn như thế này, thực sự rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và quý vị tiếp tục lại ngắm một cái tác phẩm rất mới mẻ các bạn. Những cái tác phẩm thường xuyên ra sân khấu thì các bạn đã quen thuộc. Nhưng những cái tác phẩm này là những cái tác phẩm ít cho ra sân chơi, ít đi cho ra thị trường. Chính vì vậy nhiều khi các bạn sẽ được trực tiếp ngắm nhìn, nó rất ít khi các bạn sẽ gặp. Và anh em truyền thông chúng tôi cũng ít được ghi, chỉ có thỉnh thoảng đến các nhà vườn thì mới được ghi hình những tác phẩm của họ. Thì qua kênh video của bác sĩ Linh Vượng thì quý vị sẽ được ngắm nhìn tất cả những tác phẩm còn tiềm ẩn trong làng cây rất nhiều các bạn ạ. Và với triển lãm những cái cuộc lớn như thế này thì cũng mới mới có những xuất hiện những cái tác siêu tác phẩm và lạ ra thị trường. Tiết đang gió rồi, gió mát rồi, không nghỉ nắng quá. Anh em chúng tôi review giữa mùa hè nắng nóng. Đó, toàn bộ cái thân pháp rồi, các bạn ngắm nhìn.
Những cây như thế này là cây dòng sành quê các bạn, có lẽ nó là dòng cây sành lá móng, bởi vì họ chưa đề biển tên ở đây cho nên chúng tôi nhìn thì có thể đoán đây là cây sành lá móng các bạn. Cái chất liệu lá của nó quá đẹp các bạn, nó phẳng, nó tươi. Bộ lá xanh như ngọc, đẹp quá. Sắp xếp cái bông tàn quá đẹp. Đây, bóng mái của nó ghê không? Đây là mặt sau của tác phẩm. Còn đây là một tác phẩm cây đa của nhà vườn Triều Khúc của chú Vũ Minh Châu. Về các loại xanh si thì không nói, nhưng với dòng đa thì có lẽ đây là một cây đa số 1 Việt Nam. Bởi vì một cái cuộc triển lãm lớn thì sẽ phải đa dạng về chủng loại, thì xanh si sẽ rất nhiều và các loại cây khác thì số lượng sẽ bị hạn chế hơn. Thì đây sẽ là một cây đa đại diện cho dòng đa. Có những đại diện mà nó còn quá đẹp các bạn ạ, phải ghi nhận tác phẩm này. Wow, cái view quá đẹp đấy các bạn. Đấy, con linh thú nó còn có cái mắt đấy các bạn kìa. Đấy, cái viên đá đó, nó tạo thành cái hình linh thú. Trong cái con linh thú đó còn có cái mắt, viên đá xuyên qua, xuyên thấu đẹp thật. Về bố cục cây, tổng bóng, tổng thể quá bất nhập, thực sự là quá hài hòa. Mấy anh em có cảm nhận gì về tác phẩm đa này không? Quá đẹp. À, quá đẹp mà. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đã gặp những cái tác phẩm cây đa như thế này bao giờ chưa? Em suốt ngày em ra ngắm cây đa. À thế à, ngắm mãi không chán. À đấy, một người em thì chưa gặp bao giờ nhưng nhìn cái đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn một em thì suốt ngày ngắm đi ngắm lại mãi mà không chán. Đúng là những cái tác phẩm đem lại cho chúng ta những cái cảm nhận đúng không? Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Ừ. Một cây này để nhà không cần nhiều. Quá tuyệt vời, một tác phẩm. Em nói là chỉ cần một cây này chơi trong nhà đã đủ, quá đủ rồi các bạn ạ.
Rồi, bonsai linh vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.